Chào cả nhà, thì hôm nay mình làm cái clip này nè cả nhà. Thì mình mới cứu được hai con bé này cả nhà. Đâu, đưa đưa mi. Hai con bé này á, là nói thật luôn, thì chủ hiện tại là dịch bệnh không có tiền, nên hai vợ chồng bán bánh mì đã đăng lên Facebook, định bán giống như là bán thịt vậy đó cả nhà. Bán thịt hay là bán cho những người mà cần hai con bé chó này. Thì mình có nghe và cái hoàn cảnh của hai vợ chồng bán bánh mì này cũng khổ lắm. Thì bán hai con bé là 800 ngàn, đáng lẽ là bán 1 triệu, nhưng mà nói là bán 800 ngàn. Thực sự mà nói thì mình thấy hai tụi này mình thấy cũng sót lắm cả nhà. Bây giờ là trong thời gian dịch bệnh á, thì mình giống như là mình trước khi nhận tụi nó là mình sẽ xịt khuẩn trước khi cho vô máy ấm nha cả nhà. Dễ thương quá ta, thương quá. Đồ nâu đẹp ghê. Ừ. Cái lông đẹp. Chút xíu nghe bán thịt nè cả nhà. Với cái mì á là đeo cái bộ đồ xịt khuẩn luôn nè, để xịt cho mấy bé. Bây giờ mình sẽ xịt khuẩn nha cả nhà. Rồi. Rồi đi đi. Đó cả nhà, hai con bé nè cả nhà, tội nghiệp ghê không? Đó. Nè. Thân hình cốc xíu vậy mà đi bán thịt cái gì cả nhà. Trời ơi, nè. Đâu mở cơ mi. Mở coi. Thì hai bé chó này là của hai vợ chồng bán bánh mì đó cả nhà. Thì dịch bệnh rồi không có tiền, đòi giống như là bán hai con bé chó này là 1 triệu đó cả nhà. Thì mình đã giống như là thuyết phục rồi, thì mình nói là hiện tại bây giờ á, là bớt cho em 200 đi và chỉ còn là 800 ngàn thôi. Nhưng mà thì 800 ngàn này thì thật sự nói thật luôn, trong cái mùa dịch này cũng khó khăn lắm. Thì mình nói thì cho mình thời gian mấy ngày đi, rồi mình quan trọng trước tiên là mình ngăn chặn lại trước, để mất công là ông hai vợ chồng này bán tầm bậy tầm bạ, nó ăn thịt chết luôn. Đang đen coi đó cả nhà, thấy không, mình về là mình xịt khuẩn lại hết cho hai bé rồi đó. Vậy đặt tên gì ta? Đặt cacao với sô cô la đi ha. Gì? Đặt sô cô la, đúng rồi, đặt sô cô la với cacao đi ha. Cà phê với cacao, đúng rồi. Cà phê với cacao ha. Hay là cà phê bạc xỉu gì đó. Ờ đúng rồi, cái đó bạc xỉu đi. Cà phê bạc xỉu. Có dè cái gì không? Trời ơi, dơ quá cả nhà ơi. Tội quá. Đẹp quá à. Cái này chắc hai anh em hay sao ta? Hay như thế nào ta? Cái mặt con đen nhìn thấy ghét quá ha. Cà phê bạc xỉu. Đó cả nhà, nói chứ tụi nó dễ thương lắm cả nhà. Mà thì nói thật luôn, bây giờ thì tình hình dịch bệnh thì mình không có thể đi tất cả các quận mà để mình cứu mấy bé chó được. Thì mình hiện tại là máy ấm của mình ở Đồng Nai, thì mình chỉ tiếp nhận những cái mà trường hợp đặc biệt ở khu vực từ Đồng Nai chở đi thôi, chẳng hạn như là Vũng Tàu, Long Thành này nọ, thì mình có thể là cứu được. Nhét ha, nó nhét á, nó sợ á. Có bị đánh không giờ? Có bị đánh không mà nhét như vậy? Sao ạ? À? Hả? Mẹ có làm gì đâu. Không nghe tiếng kêu gì hả? Trời, con nè. Có. Sợ hả? Ôi trời ơi. Rồi lại lấy hạt ăn mi. Mầm hạt không? Hạt đi. Mầm. Hạt này con. Ăn không? Lớn, cỡ này lớn rồi. Cỡ này ăn hạt được rồi. Thổi rồi. Mã đen nó đen tuyền luôn ha. Liếm, móng đen à, sợ á. Ăn đi con, ăn đi. Thương quá mấy nha. Lạ không dám ăn. Ok, nó ngậm vậy luôn á. Lè ra. Không ghê không? Không ghê không?
Cà phê nó ăn nè. Phê. Ăn đi con. Rồi nó né rồi né rồi. Cà phê với ca cao à? Bạc xỉu. Bạc xỉu à? Mắt cũng đẹp nè mi, mắt nâu nè. Mắt nâu nè. Mắt nâu không? Ừ. Mà người màu nâu mắt nâu luôn ha. Con này đen hồi lùi, đen hồi lùi hết luôn, cái móng đen hồi lùi hết trơn luôn. Xém xíu là ăn thịt kìa đó. Xém xíu là người ta lột lông con ta ăn thịt kìa đó. Vậy mà ăn ta cũng biết ăn cái gì nữa. Biết ngon không? Con này lớn rồi nè, con này còn nhỏ xíu ăn như trời. Vậy đây là khỏi lo nha. Không ai đánh đập, không ai làm thịt con đâu nha. Thương à. Nha bạc xỉu với cà phê. Nghe không? Nè mũi nâu luôn nè cả nhà. Trời ơi nghĩ sao mà cái con cút xíu mà có hai này 2 tháng mấy á. 2 tháng mấy 3 tháng mà không có tiền dịch bệnh thì cỡ nào. Thì mình cũng phải giống như là suy nghĩ lại. Lỡ bán tụi nó rồi cho mấy thằng nhậu xỉn nó lột lông nó ăn. Thì lúc đó mình hối hận không kịp nữa. Mà cả nhà biết á, ở bên khu vực Đồng Nai của mình á thì tình hình dịch bệnh giãn cách xã hội nha cả nhà. Ở nhà cách ly tại nhà, gia đình cách ly với là gia đình, huyện xã cách ly với huyện xã, nhưng mà mình vẫn thấy là thịt chó đăng lên Facebook và bán với gần nè, gần cái khu vực Đồng Nai á, bán thịt chó online mang về luôn cả nhà. Nói chứ thì cái đó là cái việc của nhà nước thì mới đó mình cũng không biết nữa. Thì mình hôm nay thì mình cũng có duyên với lại hai con bé này đó. Mình lướt Facebook thì mình thấy hai con bé như vậy thì giống như là mình bỏ số tiền ra là 800.000 để mình cứu hai đứa nó về cả nhà. Nói chung là xém chút xíu nữa thôi là coi như là cuộc sống của tụi nó là sẽ rơi vào nồi rồi đó cả nhà thấy đó. Không phải là tự nhiên khi khổng khi không mà tụi nó như vậy đâu, thì coi như là cái nghiệp của tụi nó kiếp trước cũng nặng á, thì kiếp này tụi nó phải đầu thai lên để trả cái nợ, cái món nợ này ở trần gian đó. Thì giống như là mình cuộc sống này thì mình cũng suy nghĩ kỹ lại trên cái cõi ta bà này, chẳng hạn như mình đừng có làm những cái chuyện ác, biết không? Thì bây giờ á mình giống như mình nên trân trọng nó, mình yêu thương tụi nó đi đó. Tụi nó kém số, giống như là mình đủ số thì mình tạo được cái hình quá giống như là thân vậy hả, có ghê nhiễm hả đó. Ở cái nhà thấy á, chẳng hạn như mình tu đủ kiếp á thì mình có cái thân hình tay chân đầy đủ, mắt thấy tai nghe rồi nói chuyện được. Còn tụi đi nó đi chùa nha. Còn tụi nó cũng y chang như mình vậy đó, mà tụi nó không biết nói chuyện thôi, có ve hả? Vậy chút lấy viên thuốc ve cái ấy cho nó uống đi mi. Mi ơi, cà phê với bạc xỉu ngồi ở đây cho ba nha. Nhau ve nhiều lắm nè, sợ gì? Sợ tôi gì vậy? Có làm gì đâu sợ. Nè mặt dễ thương đúng cả nhà, cái lưỡi nè đen hù lùi hết luôn á. Dơ quá trời luôn á. Để ngày mai mốt đi ba tắm cho hai đứa nha. Đó, nhỏ xíu dễ thương như này mà nở lòng nào mà bán đi lấy tiền ăn thiệt hay thiệt lắm cả nhà. Ve quá trời ve luôn, để chị My ấy thuốc ve cho hai con uống nha. Chào cả nhà. Thì sau khi mà một ngày mà Thi Lê đã đăng tải cái tấm ảnh mà cái người chủ của hai con bé này nè cả nhà, thì Thi Lê đã đăng lên Facebook và đã chia sẻ câu chuyện đó, thì có rất nhiều đông đảo khán giả hâm mộ quan tâm cũng như fan hâm mộ của máy ấm Thi Lê, thì cũng đã giống như là hỗ trợ cho Thi Lê số tiền là 1.800.000 để rước hai con bé này về. Thì thật sự mà nói luôn thì Thi Lê rất là mừng khi mà cứu được hai con bé này về, nó thoát cái khỏi mà cái cảnh địa ngục trần gian của chủ nó cả nhà. Thì mình cứu xong, nói thật luôn, mình tại vì nói chung mình đăng Facebook như vậy thì mình sợ cái người chủ lại thấy, thì người chủ lại đổi ý. Thì mình Thi Lê đã cứu hai con bé này mang về rồi, thì Thi Lê mới dám chia sẻ câu chuyện thật cho cả nhà biết là như vậy. Là hai con bé này á,
thì chủ của hai con bé này là ở ngã ba Kim Vạn, ở ngay chỗ mà ở trên Biên Hòa đó cả nhà. Thì người chủ cũng chia sẻ thật luôn, con bé chó mẹ giống như là đi vòng vòng ngoài đường chơi á, thì hai vợ chồng này là hai vợ chồng bán bánh mì, hai chồng này cũng khó khăn, thì chồng thì chạy xe ôm, vợ thì bán bánh mì, nhưng mà do tình hình dịch bệnh mấy tháng nay thì nên là không có thể bán bánh mì được, chồng á thì không có thể chạy xe ôm được đó cả nhà. Còn con bé chó mẹ thì rất là to luôn, bé chó mẹ là bé chó cỏ thì là cũng cỡ 20 mấy ký á. Thì bé chó mẹ là giống như đi vòng vòng á, hai vợ chồng thả ngoài đường á, và nó đi nhảy đực, thì không may á thì nó sanh ra là 5 bé, hai bé này là đầu tiên là cả nhà, còn 3 bé kia là bị sinh non, chết liền tại chỗ luôn. Thì cái này là cái người vợ chia sẻ, thì người vợ cũng chia sẻ luôn, tại nói là ông chồng chạy xe ôm tối ngày say xỉn, không có yêu thương tụi nó gì hết trơn á đó. Và một cái câu chuyện rùng rợn nữa là cái chị vợ chia sẻ luôn là khi mà đẻ ba cái mẹ của con hai con bé nè, đẻ ra 5 con, thì con bé này con bé thứ hai, bé này là bé thứ nhất, bé này bé thứ hai, còn 3 bé kia là sinh non còn trong bọc, chết trong bọc luôn. Thì người chồng đã bỏ vô cái nồi luộc liền tại chỗ luôn, chấm muối tiêu nhậu luôn đó. Với lại chị vợ cũng chia sẻ là ông chồng á thường xuyên á nhậu nhẹt say xỉn á, khi mà trước dịch á thì thường xuyên về đánh đập tụi nó lắm đó. Thì cho nên thì mấy hôm nay là dịch bệnh nè, rồi sẵn tiện á, ông nói á là không có mang hai con bé này đi bán á để kiếm tiền mà mua rượu với lại mua gạo cho ông nhậu này nọ đó, thì ông cũng đánh cho chết rồi đó. Thì á là ông đăng lên, ông nhờ bạn bè ông đăng lên Facebook trên cái hội mà người dân Tân Vạn Đồng Nai đó cả nhà. Thì giống như mình á thì mình mấy ấm mình cũng ở Đồng Nai, thì mình cũng thường xuyên theo dõi những cái trang fanpage đó, thì mình đã thấy và mình đã liên hệ được cái anh chủ này đó. Thì nói thật, nếu mà mình không cứu kịp hai con bé này thì chắc chắn vài ngày sau thì cũng, một là ông không bán được thì ông sẽ làm thịt ông nhậu luôn, còn hai là ông sẽ đi bán thịt đó. Cả nhà thấy đó, người đàn ông này nhậu nhẹt say xỉn thì nói chung là cái dương cũng được đàng hoàng ở cái nhà, ăn tầm bậy tầm bạ, cái gì cũng bỏ vào mồm được hết trơn đó. Trời ơi, cả nhà biết đó ha, là ổng, hai vợ chồng nói là coi như bây giờ là ổng đòi bán 1 triệu. Người vợ thì hiền lắm, người vợ rất là sợ người chồng luôn, nhưng mà người chồng rất là hung dữ luôn anh. Thì người chồng nói là đòi bán hai con bé này 1 triệu. Thì nhưng mà mình đã thương lượng và mình đã cũng chia sẻ với lại cái người đàn ông này, nói là mình cũng là cha của hơn 300 bé chó và cua mang rất là nhiều chó luôn, lụm nhặt chó mèo ngoài đường luôn đó. Thì người đàn ông này giống như là cũng đã suy nghĩ lại và đã bớt cho phi lê là 200 ngàn đó, là 800 ngàn, cả nhà là hai bé này 800 ngàn. Nhưng mà cũng do tình hình dịch Covid đó, nên cái chỗ của phi lê cũng đang còn bị phong tỏa, và khi mà cái đường mà từ máy ấm mà mình vận chuyển lên ở ngã ba Tân Vạn ở bên trên Biên Hòa thì nó rất là nhiều chốt chặn luôn, là hơn cả 100 chốt chặn luôn. Thì mình đã nhờ giống như là bên cái phía mà những anh giang quân, những anh giang phòng giang quân ở bên phía công an á, đã nhờ mấy anh đó đi giùm. Thì mấy anh đó là lấy tiền xe từ máy ấm lên chỗ mà rước hai con bé này á, là với giá là 1 triệu đồng. Thì tổng cộng á là hai con bé là 1 triệu 8. Thì khi mà Phi Lê đăng tải lên Facebook này nọ, thì trên các diễn đàn đó, thì Phi Lê cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả đông đảo khán giả gần xa, cũng như là những fan hâm mộ, những anh, những chị đó, thì đã hỗ trợ cho Phi Lê số tiền, với số tiền là 1 triệu 8, để Phi Lê cứu hai con bé này về cả nhà. Nói thật luôn, lúc trước á thì Phi Lê không bao giờ mà đăng tải hình ảnh như vậy, không bao giờ Phi Lê âm thầm tự bỏ tiền ra cứu. Nhưng mà do tình hình dịch bệnh á, thì khi mà Phi Lê cũng phải, gia đình Phi Lê mắc phải căn bệnh Covid á, rồi mới cách ly về nhà nữa, cũng hơi khó khăn đủ điều. Nhà cả nhà nhìn thấy nè, hai con bé chắc không biết có bị quất hay bị đánh đập không á, mà nó nhát lắm kìa, nó hiền khô luôn á. Nói chung là từ hồi trưa cứu về á, là coi như là không có sủa không gì luôn á, ăn uống á thì bé My nó cũng lấy cơm, với lại vợ mình cũng lấy cơm trộn cho mấy bé ăn rồi đó. Cả nhà thấy nè, thì con bé đen này á, mình đặt con bé đen này tên là Cà Phê nè cả nhà. Cả nhà nhìn thấy Cà Phê nè, đen thui lùi luôn á,
ăn đùi đùi giống như ly cà phê luôn á. À, bé đen này là bé chó, bé chó trái đó, mình đặt là cà phê đó cả nhà. Nè cà phê ở đây chờ ba nha nha, cảm ơn đi, cảm ơn cô chú đi, cảm ơn cô chú anh chị đi hả. Hả bà, bà đen, bà cà phê đây, đây là anh hai nè, không biết có bị đánh đập gì không nữa mà nhát lắm cả nhà đó. Thấy màu nâu nè, thấy không dễ thương ghê không hả nha. Ở đây với ba là coi như là hạnh phúc sung sướng rồi nha. Trời ơi, ở ở chung với chủ con biết là coi như là cuộc đời con, nếu mà ba không cứu á, là 1-2 ngày nữa là xong luôn á, nghe không? Đó, màu nâu này thì mình đặt cho bé là, bé này là người chủ chia sẻ là cái này là đứa đầu tiên bự nhất luôn nè. Đó, là mình đặt là bạc xỉu cả nhà. Đó, cả nhà thấy đó. Rồi mình quên nữa, thì khi mà cái người chủ chia sẻ đó, con bé chó mẹ sanh ra 5 bé, hai bé kia, ba bé kia là bị non, bị người chồng luộc ăn tại chỗ, chấm muối tiêu và nhậu tại chỗ luôn. Còn hai bé này thì cũng do giống như người vợ ngăn cản nên cái người chồng không có làm hại hai con bé này đó, chứ không là một lúc đó cũng xong luôn rồi. Mà cái điều đáng thương nhất là mẹ của hai con bé này cách đây vài ngày thì đã bị giống như là ông xe ôm này á, đem ra tiệm thịt cầy bán cả nhà, đem ra những cái tiệm mà lẩu cầy bán rồi đó, thì nói thật luôn đó cả nhà. Thì mình cũng chia sẻ với lại hai vợ chồng anh chị này luôn, nói á, thì từ đây sắp tới á, thì anh chị đừng bao giờ mà nuôi con nào hết trơn á. Tại vì nuôi á, mà không có mang lại mà cái sự yêu thương hạnh phúc á, đối với tụi nó thì tụi nó đau khổ lắm đó cả nhà thấy á. Hai anh em thì khô luôn đó, chui gút trong người tôi hả. Từ hồi trưa đến giờ về mình với lại hai chồng mình với lại bé Bi bắt á cả 200 con ve có đó cả nhà đó, mà bây giờ chưa có dám tắm rửa, giờ chưa có dám tắm rửa. Với lại á, dịch Covid như nè thì tụi mình cứu tụi nó về á thì cũng cẩn thận tí xíu, là mình đã mua cái dụng cụ xịt khuẩn á, mình để xịt khuẩn những cái mà cái đồ mà đựng tụi nó cho nó an toàn khi mà mình bóc vào tụi nó đó. Thì hai con bé này nè cả nhà, thì kể từ đây á là tụi nó đã thuộc về cái máy ấm lê của mình rồi, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Lúc nào cũng mình cũng cảm ơn rất nhiều tất cả mọi người đã luôn luôn đứng sau lưng Thi Lê, hỗ trợ quan tâm Thi Lê để Thi Lê có thể mà cứu được mấy bé cả nhà. Đó, cả nhà thấy tội không, mới có chút xíu à mà mồ côi mẹ rồi, mẹ bị người ta ăn thịt rồi đó. Cà phê ơi hả, ngoan nha, đây ngoan với ba nha, hiền khô luôn. Chắc tụi nó cũng đang buồn lắm á cả nhà, thấy nó buồn hiu à, mặt đáng thương dễ sợ luôn á, buồn á, giống như là không biết tại sao chủ mình bán mình bỏ mình như vậy đó. Ở đây với ba với mẹ là sung sướng rồi, khỏi có lo bị đánh đập bán vô lò mổ gì hết trơn. Còn ngủ hả, ngáp hả, còn ngủ hả, nghe tôi nói chuyện ngủ hả. Đó, đây là cà phê, đây là cà phê, đây là bạc xỉu đó. Thì kể từ đây thì hai con bé này á chính thức là con của Thi Lê nha cả nhà. Thì vài ngày nữa khi mà dịch nó đỡ thì mình sẽ kêu bác sĩ Bảo giống như là vô thuốc vaccine đó cho hai con bé này và mang về máy ấm. Thì mình với là bé My sẽ chích vaccine cho hai bé này luôn, chích ngừa vaccine cho hai bé luôn đó. Sao sao hả, sao mặt này, mặt cà phê này cả nhà, ghét nè, ngồi lùi luôn, ngồi lùi luôn á, ngôn luôn á, xém xíu nữa là xong rồi, xém xíu nữa là bị người ta lột lông rồi, thấy chưa, xém xíu bị lột lông chống chống lột lông chống muối tiêu rồi đó cả nhà, hay thương lắm cả nhà. Đôi khi á, mà không phải là mình là chê chết hay là chết móc gì đến con người, nhưng mà cả nhà thấy đó, cả nhà thấy đó, tụi nó cũng giống như mình thôi, con nào cũng vậy hết trơn á. Trên đời này, trên cái cõi đời này, tất cả con vật con nào cũng đều ham sống sợ chết hết trơn á.
tụi nó giống như mình đi chơi vậy, đều có trái tim, đều có máu, đều biết đau đớn đó. Nói chung là chỉ có tụi nó là không có biết nói chuyện thôi, chứ tụi nó thật sự là tụi nó có tình cảm lắm cả nhà. Tụi nó sống giống như là sống chung lành lắm đó. Không bao giờ mà biết dối trá lọc lừa đâu đó đó cả nhà thấy đó. Và sẵn qua cái câu chuyện này thì mình cũng muốn kể cho cả nhà, mình rất là bức xúc luôn. Khi mà hôm nay là gia đình mình đi cách ly về mười mấy ngày rồi thì mình mới biết sự thật là lý do tại sao gia đình mình bị Covid. Thì trước khi mà cả nhà không biết, là cả nhà cũng theo dõi mà ở cái clip mà mình vô cái nhà đó giải cứu mà bốn con bé chó của một cái người phụ nữ mà chết sình, của khoảng 40 mấy tuổi trong nhà, chết mấy ngày chết sình trong nhà hay không, thì cái người phụ nữ đó, thì hôm nay mình mới biết được sự thật là cái người phụ nữ đó là bị Covid. Nhưng mà tất cả trưởng ấp với lại cái xã ngay chỗ mà máy ấm Thi Lê ở nè đó, thì người ta giống như là biết người đó bị Covid mà không dám mà vô mà để giống như mà mang cái xác ra, với lại có chó nữa, bốn con bé chó nữa, sợ bốn bé chó nó cắn, nên nó đã xúi mình, dụ mình, nói lừa gạt mình, nói là cái người phụ nữ đó là bị bệnh tiểu đường, bị bệnh già chết, mới 40 mấy tuổi, bệnh già gì cả nhà đó. Thì hôm nay mình mới biết sự thật á, là con người á, mình sợ mình nói luôn, con người lúc nào cũng vậy, cái loài người là hung dữ nhất, ác nhất, dối trá lọc lừa nhất, mình sợ mà nói luôn. Tại sao lại làm như vậy đó, giống như cái ông mà trưởng ấp với lại công an xã làm như vậy á, thì ảnh hưởng đến gia đình của Thi Lê rất là nhiều luôn, mất mát rất là nhiều luôn. Lớp nào là bà ngoại của mình mất, mà thứ hai là máy ấm khi mà mình đi cách ly á, thì 19 con bé chó mất, với lại hai con bé khỉ mất đó. Cả nhà thấy á, thì cái sự việc này á, là có đáng trách cái người ấp trưởng ấp hay không. Sợ mà nói thì trên đời này rất là ghê gớm luôn, cái lòng người rất là ác luôn, mình không thể tin tưởng nổi luôn, không thể hiểu nổi tại sao mà trưởng ấp lại mà làm cái hành động đó. Mình với lại trưởng ấp cũng đâu có thù oán gì đâu đó, cái nhà thấy đó. Thì khi mà hôm nay mình biết được cái sự thật như vậy thì gia đình mình rất là bức xúc luôn. Nhưng mà vài ngày sắp tới nữa thì mình sẽ làm cái chuyện này cho ra lẽ, là chỗ sẽ cho mọi người biết như thế nào là thế nào, cái nào đúng thì đúng, cái nào sai là sai đó. Bởi vậy tại sao cả nhà thấy hiện tại thì cái cuộc đời này thì có rất nhiều, nếu mà nói về con người hoàn cảnh khổ thì rất nhiều, nhưng mà con người thì lúc nào thì cũng được trân trọng, để ý, chú ý nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại cả nhà thấy đó, Di Hai nhóc này nè, có ai trân trọng đâu, hay là họ chỉ là chủ, họ giống như là lợi dụng tụi nó, nuôi tụi nó trong cái phút chốc nào đó, rồi giống như là mình kẹt tiền, mình đói quá, giống như là mình đói, mình không có cái đồ mình nhậu mình ăn để mình chết, thì mình sẽ mang hai con bé này ra giống như là cái vật thế hơn. Thì sống như vậy, sống với ai đó, cả nhà thấy đó. Thì thông qua clip này, lúc nào thì Lê cũng giống như là muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người, chó là bạn chứ không phải là thức ăn, tất cả con vật luôn trên toàn thế giới này luôn, chứ không phải là riêng gì con bé mấy con bé chó. Thì giống như là chúng ta nên giống như là tìm những cái món nào ăn cho nó hơn, nó thanh tịnh tí xíu, nó không có sát sanh đó cả nhà, thì cái cuộc đời mình nó sẽ tốt hơn, ok hơn, nó giảm được cái nghiệp hơn. Cà phê à, hả, có bị đánh không, có bị đánh không, cho mặt hả, cái mặt gì cũng vậy, khác quá hả, về nhà khác quá hả. Đó, vậy giờ bữa nữa là tắm với con nha, nghe không, nghe không, chưa cà phê à, đi đâu vậy, đứng bạn đây, cơm dạng cơm no rồi, ngồi bàn coi, có đi té nè, xỉu nè cả nhà, xỉu quá, thấy nó nhẹ mà xỉu nhát lắm, chắc có bị đánh dữ dằn lắm rồi nè, nó nhát vậy nè,
Nghe cái cây à, cái cây à, ông ơi. Ơi. Đó. Đó cả nhà. Thì trước khi mình ao liếc thì mình cũng gửi đôi lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân, quý anh chị, bạn bè, quý ông bà, cô bác, anh chị đã lúc nào cũng luôn luôn quan tâm đến mấy ống. Đó cả nhà, hàng bé nhìn dễ thương cả nhà. Thì mình hứa với cả nhà thì cứ cách vài ngày mình sẽ cập nhật tình hình sức khỏe của hai bé cho cả nhà cùng xem ha cả nhà ha. Đây là bé cà phê và đây là bé bạc xỉu. Đó, chào cả nhà đi. Bye bye cả nhà.